Lời Chúa ngày thứ ba tuần thứ tám thường niên, ngày 25 tháng 5 2021. Xin một đời người ca danh Chúa, xin ngàn người người khen Thiên Chúa. Lời Chúa ngày thứ ba tuần thứ tám thường niên, ngày 25 tháng 5 2021. Mỗi ngày thứ ba chúng ta nhớ cầu nguyện cho các bệnh nhân, đặc biệt là cho những người bị nhiễm virus corona và những người mắc những căn bệnh nan y không có thuốc men trần gian nào chữa được. Trong đó những người bị ung thư rất là nhiều, rồi tâm thần, trầm cảm, tự kỷ, tai biến và những căn bệnh khác. Xin Chúa chữa lành và xin Chúa cho những người bệnh biết kết hợp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa để đem lại ơn cứu độ cho một người. Bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ tám thường niên, bài đọc 150 bài trích sách Huấn Ca chương 35 câu 1 đến câu 12. Huấn Ca 35 1 đến 12. Bài trích sách Huấn Ca: tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo. Làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa. Chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không. Vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, sông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Hy lễ của người công chính được chấp nhận, vì phần kỷ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tấm lòng quảng đại, đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười, dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Với tấm lòng quảng đại hãy dâng hiến đấng tối cao, tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng con có. Vì Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Đừng hối lộ người chẳng nhận đâu. Đừng ỷ vào hy lễ bất chính. Vì Đức Chúa là đấng xét xử người chẳng thiên vị ai. Đó là lời Chúa. Mấy anh chăm lập lại câu đáp: ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hãy triệu tập cho ta những người trung hiếu, những người đã giao ước với ta bằng hy lễ. Các tầng trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính người sẽ đứng ra xét xử. Dân ta hỡi, nghe ta phán dạy, này Israel, ta dẫn chứng tố ngươi. Ta là Thượng Đế, là Chúa ngươi thờ. Ta chẳng trách cứ ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngút trước mặt ta đêm ngày. Hãy tiên dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ trọn điều khân nguyện cùng đấng tối cao. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiên danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Alleluia, Alleluia. Lạy Cha là Chúa Tế trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm nước trời cho những người bé mọn. Alleluia. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Marco chương 10, câu 28 đến câu 31. Marco 10, 28 đến 31. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp:
Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đọc sách Huân Ca của ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ tám thường niên, bài đọc 150. Càng đọc càng thấy thú vị. Không biết anh chị em có thấy thú vị không? Nhiều khi mình đi lễ nghe những bài đọc một ta ít để ý lắm. Thứ nhất là có những người lên đọc bài đọc nó không có rõ, cho nên mình nghe mình không có hiểu được. Thứ hai là người đọc không có chuẩn bị trước, đọc cái điểm nào, câu nào phải dứt ra, phải nhấn cho nó rõ, ngắt câu cho nó rõ. Và thứ ba nữa là phần âm thanh của nhà thờ. Thú thật, cái âm thanh nó quan trọng nhất thì người ta lại coi thường có khi nhất luôn. Một nhà thờ thật to, thật đẹp, cái gì cũng ngon hết. Tôi đi dâng lễ, trầm trồ khen ngợi, nhà thờ cha quá tuyệt vời. Nhưng mà bắt đầu làm lễ và nhất là lúc giảng thì hoàn toàn thất vọng. Vì âm thanh nó cứ bị oang oang, nó ở trên nó dội xuống, không nghe được cái gì. Dưới nhà thờ nhìn người ta cứ ngơ ngơ ra. Rồi thứ hai nữa là có những nhà thờ âm thanh nó cũ quá rồi, thú thật. Mọi cái đều mới, có mỗi âm thanh thì cũ. Vì người ta không quan trọng, người chịu trách nhiệm không thấy rằng cái âm thanh là cái chiếm tới 50% của bài giảng. Dù anh giảng có hay mấy, nội dung có hay mấy, diễn tả có hấp dẫn mấy, họ dưới họ nghe gì không, nghe gì đâu cha, âm thanh cứ rè rè rồi nó lúc thì nó hú, lúc thì nó tịt, đủ thứ hết. Cho nên khi về giáo điểm tin mừng, dù là chúng tôi nghèo, nhưng mà ai đến cũng phải cảm thấy mãn nguyện ở chỗ là đứng đầu cũng nghe được, nghe rất rõ và nghe đều. Chứ không phải là tập trung ở hai cái loa đánh to, ở gần thì nghe điếc tai bể ngực, còn ở xa thì không nghe gì. Đây chúng tôi rải đều, 50 cái loa rải đều hết trên một diện tích là 7.000 mét vuông, đứng đâu cũng nghe. Và nhất là ở những người ngoài đạo họ cũng nghe thấy, cũng thấy thú vị. Dĩ nhiên họ có thể khó chịu lúc đầu, nhưng về sau họ thấy mình nói toàn những cái điều tốt đẹp, thực tế họ nghe bảo vui được. Vậy thì cái điều mà làm cho lời của Chúa đến với người ta được thì phải có cái phương tiện tốt. Rất tiếc là sau đó thì những người mà sau này thì họ không duy trì được cái dàn âm thanh gọi là số 1 đó, tôi tiếc vô cùng, xót xa vô cùng. Âm thanh nó càng tốt bao nhiêu, tôi để lại hết để cho tiếp tục làm cái công việc đó mà, rao giảng tin mừng. Vì người ta ngồi, người ta ngáp, người ta ngủ, người ta không nghe đâu, là khó chịu lắm thưa anh chị em. Tôi đi tham dự thánh lễ hoặc cái điều đồng tế cũng vậy, mà nghe giảng không được, nó bực bỏ khó chịu vô cùng, chi trí mọi người nó bỏ mất thì giờ. Mặc dù có khi người giảng rất là hay, cố gắng hết sức, và như vậy người giảng rất là mệt, vì mình nói mình không nghe được cái âm thanh của mình, nó mệt lắm. Rồi thứ hai nữa, mình nói mình thấy người giáo dân cứ ngơ ngơ ra, tại vì họ có hiểu gì đâu, nghe được cái gì đâu, khó chịu lắm. Vì vậy mà bài đọc một đó, có thể anh chị em ở nhà nghe chúng tôi đọc, có thời giờ, và chúng tôi cố gắng là nói với anh em kỹ thuật là cố gắng dùng âm thanh tốt nhất bao có thể. Không kể giá cả không quan trọng, mà cái điều quan trọng là họ phải nghe được. Cho nên nếu mà anh chị em mà không nghe được, xin chị em phản ánh cho chúng tôi biết. Nhiều khi ở đây chúng tôi nghe rất rõ, nhưng mà có người bảo cha con nghe tiếng nước róc rách hay là nghe tiếng gì đó họ khó chịu. Hoặc là có người nói là người mở nhạc, cái nhạc nền nó to quá, họ cũng không nghe được, họ cũng khó chịu. Đó, cho nên anh em cứ phản ánh để chúng tôi biết.
Vì vậy mà khi đọc bài đọc 1, chính bản thân tôi hôm nay đọc bài đọc 1, tôi thấy quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời đi, không có thể nói cái gì hơn được. Tuân giữ lề luật là làm cho lễ phẩm thêm phong phú. Mình dâng lễ vật lên mà mình không giữ luật Chúa thì làm sao mà lễ phẩm phong phú được? Dù lễ phẩm rất phong phú, trời ơi, đoàn dâng lễ lên hoa, trái, bánh, thiếc, đủ thứ hết. Nhưng mà những người dân thì kèn cựa nhau. Người xí cái này, người xí cái kia. Người xưa tôi cũng xí vậy chứ không phải ông đâu. Thấy không? Những người thích được hai cái người đi đầu là được ưu tiên vì là quay video với chụp hình nó chỉ vô hai đứa đầu thôi. À, mày chết à. Thấy không? Đấy, hai đứa đầu là được cái đó sướng nhất. Hoặc là hai đứa cuối, vì hai đứa cuối là được đứng với cha chủ tế, đứng hai bên. Nếu mà có vái hương thì hai đứa đó nó được đứng hai bên. Còn lơ mơ, đứng giữa là cảm thấy mình giống như là cầu thủ dự bị. Nó ganh tị vậy mà. Rồi dân của lễ thì ai mới được dân? Phải con ông nọ, con bà kia, con ông cháu cha, hoặc là những ân nhân. Hôm nay là dân lễ là bao nhiêu ân nhân, là những người tài trợ mới được dân. Hôm nào tôi bảo sao không cho một bà bếp, hai là người nhà vệ sinh, ba là người làm vườn, bốn là ông từ, năm là ông dịch chuông, sáu là cái người để ăn quét rác, cho những người đó lên dân lễ một lần đi. Tại sao không cho họ dân lần? Mà tại sao chỉ những người có chức có quyền và những người mà có tiền có của thì mới được dân thôi? Chà, Việt kiều đấy, quá tỏi, Việt kiều. Miệng nó dài ra, nó ganh mà. Việt kiều, miệng nó về rồi nó nói. Đại gia đấy, gớm, gớm, chữ gớm nó kinh lắm, thưa anh chị em. Nếu mình không tuân giữ lề luật, nếu như người đó không có cuộc sống, cái lời luật yêu thương, luật bác ái, mà kèn gựa hơn thua với nhau thì lễ phẩm làm sao phong phú được. Gắn bó với lệnh truyền là dâng lễ kỳ an. Mình dâng lễ cầu xin bình an mà mình không gắn bó với lệnh truyền, thầy truyền cho các con điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Không yêu thương nhau mà cứ cầu xin bình an là bình an thế nào được? Chứ bảo ta cũng muốn ban bình an mà mày không có chịu. Vì lý do là mày không giữ lệnh truyền của ta. Lệnh truyền của ta là yêu thương nhau. Tất cả mọi người chúng ta cùng cầu xin bình an. Dơ cao cái nến lên, dơ lên thì đứa nến to, đứa nến bé. Thằng có tiền thì mua nến đẹp, thằng không có tiền thì dơ cái quạt, có thì dơ cái đũa. Vậy thì sao bình an được? Phân biệt như vậy sao bình an được? Chính mình làm cho mất bình an. Mà mình cứ cầu xin bình an thì đâu ra? Thấy không ạ? Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo. Bột mình dâng lên, bột để dâng làm bánh, bánh lễ, để dâng của lễ, mình tính là bột tinh hảo. Nhưng mà cái bột tinh hảo là phải tỏ lòng biết ơn. Và làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Câu này, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen. Người ta có mi sờ nói trài, dâng của lễ mà muốn của lễ đẹp thì phải chọn những đứa mà bố mẹ nó giàu thì bố mẹ nó sẽ tài trợ của lễ. Là của lễ mình nó đẹp mà nó có giá. Rồi dân của lễ xong còn đưa vào nhà sứ, rồi còn nhân dân cha và con ấy chứ. Còn nếu mình chọn những đứa mà nó ngoan, khổ, nó nghèo, bố mẹ đâu có tiền đâu mà tài trợ, thì của lễ lấy gì? Cuối cùng toàn hộp to thì bên trong cái mỗi mình thì còn phải bọc lại hết. Bọc lại cho nó to hộp, nhưng mà trong một tí thôi không sao đâu. Cháu cứ cầm vô, cháu cũng đừng buồn. Chúa thôi. Mà mình làm việc bố thí, bảo họ đó, làm việc bác ái, họ không chịu đâu. Có người không chịu, dâng trong nhà thờ hoa nến nhiều sẵn sàng. Nhưng mà làm việc bác ái còn khó khăn lắm. Lại điệp khúc còn khó khăn lắm. Không vì sao đâu. Vì đưa vị bác ái không có ai thấy đâu. Còn dân của lễ là thấy. Nhưng con tôi hôm nay dân của lễ đó, hãnh diện. Hoặc là của lễ hôm nay là của tôi tài trợ đó, hãnh diện. Còn đi làm bác ái vùng sâu vùng xa, có ai biết là ai đâu. Mà không biết rằng từ làm việc bố thí là dân lễ tạ ngợi khen, từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Đức Chúa.
từ bỏ dân ta thì đẹp lòng Đức Chúa. Chứ đâu phải là mình cứ dâng của lễ nhiều là đẹp lòng Đức Chúa. Mà có ông đẹp là đẹp lòng Đức Chúa. Chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Mình đền tội. Vậy Chúa còn Chúa là đơn giản tốt cho lành vô cùng. Mà mình đối xử bất công với người khác. Mình nhất là những người mà có tiền mà làm chủ. Đối xử bất công với những người dưới. Mình thu lợi quá nhiều mà mình trả công cho người ta không cân xứng. Hoặc là mình bắt người ta bán cho mình. Mình là chủ nhà hàng mà. Mấy chủ nhà hàng lớn bắt người ta bán cho mình nhưng mà gối đầu. Cho nên người ta cứ phải bán cho mình, vì không bán thì mất cái tiền gối đầu. Và giá thì mình ép người ta. Và người ta đến, người ta lãnh tiền thì giống như là đến để xin ơn, lãnh cái mình bố thí cho người ta. Nhiều đứa nó bảo nhục lắm cha. Cha đừng có tưởng ông ngon đâu, ông bà là ngon đâu. Lúc lên lễ lại to, dân cúng là kia sang lắm. Nhưng mà tụi con đi bỏ thịt, bỏ gà gì cho họ. Họ làm như mình như là đi ăn buôn ăn xin. Mình bỏ 100 ký thì nó trả cho tiền 50 ký, còn giữ tiền lại 50 ký. Muốn đến để đòi tiền thì cứ đứng xếp hàng chồng chực ra, nó thí cho mình. Đứng nhục lắm cha. Không phải không đâu. Mà lúc ra thờ, lúc ra chỗ nào đám đông thì hinh hoàng đẹp đẽ lắm. Chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội. Nghe chưa ông kia? Nghe chưa? Có khi mình dâng lễ đền tội mà mình không chấm dứt bất công. Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do luật truyền. Lễ phẩm của người công chính như mỡ đổ trên bàn thờ, sông mùi thơm ngào ngạt trước đấng tối cao. Lễ phẩm của người công chính, chứ không phải là người bất chính. Mình là người công chính, tức là mình người sống theo đúng lề luật của Chúa, thì của lễ là cái đó là của lễ đẹp lòng Chúa nhất. Hy lễ của người công chính được chấp nhận và phần kỳ vật sẽ không bị lãng quên. Hãy tôn vinh Đức Chúa với tâm lòng quảng đại. Tôn vinh Thiên Chúa với tâm lòng quảng đại. Lòng quảng đại đó không phải chỉ cho Chúa. Mình tôn vinh Thiên Chúa với lòng quảng đại, rộng rãi với anh em của mình, dám mạnh dạn chia sẻ với người khác, quảng đại đóng góp cho việc chung, cho những người nghèo, cho công việc bác ái, cho công việc loan báo tin mừng, cho việc loan truyền lòng Chúa thương xót. Mình quảng đại như vậy là mình đang tôn vinh Thiên Chúa. Đừng bớt xén của đầu mùa tay con làm ra. Tội bớt xén thì cũng hay có người chấm mút bớt xén của công. Cho nên tôi, mấy anh em hồi xưa mẹ tôi dọa kỹ lắm, dặn dò kỹ lắm. Đó là của lửa nha con. Tôi đi giúp lễ mà. Thì mình hay đụng chạm đến của sóc tiền hay là tiền người ta xin lễ vân vân. Nhớ của chung, của công, của Chúa là của lửa đó. Bỏng tay đó nha con. Một xu một ten không dính. Nghèo thì nghèo, đói thì cho sạch, rách thì cho thơm. Dứt khoát. Mặc dù hồi đó chúng tôi nghèo lắm, mà thèm lắm. Thực sự thấy người ta ăn cái gì, người ta dâng cúng cái gì, mình thèm lắm. Chứ không phải không. Nhưng mà nhớ lời mẹ tôi dặn, đói cho sạch, rách cho thơm. Thứ hai là, của đó là của lửa. Mẹ tôi nói là, có những người chết rồi, mặc áo lửa mà về. Cho nên chưa có đụng đến cái đó. Mà những người đi theo Chúa đó, dễ bị cám dỗ nhất cái đó. Đang phục vụ tốt, đang nghèo, không có gì phục vụ thì rất là tốt. Nhưng mà chợt thấy có những của là bắt đầu mình bị cám dỗ, là bắt đầu bớt xén, là bắt đầu chấm mút. Đó là cái tội chết. Và đó là cái cám dỗ nặng nhất, không ai tránh khỏi. Không có ơn Chúa, ai mà chẳng ham tiền, ai mà chẳng muốn lợi, ai mà chẳng muốn phần hơn. Nhưng mà Chúa nói rõ ràng là đừng bớt xén của đầu mùa. Dâng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười, nhưng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Nhưng mà đừng ép người ta dâng. Muốn người ta dâng cúng với nét mặt tươi cười thì để cho người ta tự nguyện tự ý. Đừng có gài độ. Người ta hay dùng chữ gài độ đó. Hay là cờ triệt đó. Hoặc là ép. Ông nghe nói ông mới mua được căn nhà khá lắm phải không? Bán được tí miếng đất phải không? Nhớ nha, sắp tới làm kiệu Đức Mẹ thì phần ông là cái kiệu Đức Mẹ.
tự nhiên ép ông làm cái kiểu Đức Mẹ, ông nhiều khi cũng đâu có vui vẻ gì đâu. Mà ông bán đất thì ông phải trả nợ ông bao nhiêu chuyện khác, chứ đâu phải cứ bán đất rồi có tiền cứ để treo lên cửa cho người ta thấy. Ông thôi nghe ông bán đất rồi nhá, thì tới bắt đầu là dưng hoa, là cái phần hoa bế mạc hoa là 10.000 bông hoa là ông lo nhá. Mẹ vâng, con trả dạy con xin vâng. Nghe dân cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười, và dâng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Đừng ép người ta, tôi đừng có ép ai, đừng có gài ai cả. Giống như anh em nhiều khi nói giỡn, hôm nay thu âm xong anh Cường lo cho anh em ăn tối nhá, hôm nay nghe nói sinh nhật phải không? Dạ vâng, hôm nay sinh nhật. Mặt méo mó thì sao bây giờ? Mai tới phiên đạt bổn mạng nhá, rồi cũng mang gì lên nhá. Dạ vâng, trà nó dậy con xin vâng. Đang hẹn với vợ về ăn với vợ sinh nhật bổn mạng, giờ ép nó như vậy nó chịu được không? Rồi khi nó đi làm đâu có tiền đâu, phải lo tiền học cho đóng cho con sắp tới, rồi vợ đau rồi vân vân thứ cái thứ. Nên mình cứ hay ép người ta, rồi đến tận nhà người ta nữa, sổ vàng đem tận nhà. Tôi nhớ cái cảnh bố mẹ tôi nhớ mãi, hồi đó bé đang ăn cơm, về cái tự nhiên bố mẹ tôi đứng dậy, đóng cửa. Cái bố mẹ tôi chạy bếp. Tôi bé ngơ không hiểu gì cả. Bố mẹ dặn, ai hỏi nói bố mẹ đi vắng, vậy thôi. Đâu biết gì đâu, ông chủ cầm sổ vàng đến gõ cửa. Bố mẹ có nhà không? Dạ, bố mẹ con bảo nói với ông chủ bố mẹ con đi vắng. Không biết gì đâu. Sao bố mẹ, sao mày nói vậy? Thì bố mẹ dặn sao con nói vậy? Sao vậy? Đến quyền góp mà khổ, tao chưa lĩnh lương. Mẹ mày bán rau mới hôm nay ế quá, đâu có đồng nào đâu. Mà giờ nói thì ngại quá, thôi trốn. Rất nhiều lần bố mẹ tôi phải chạy rầm như trốn giặc vậy. Còn hơn trốn giặc. Và có những người nói, trời, nhà con buồn lắm, mà sao vậy? Bị rao nhà thờ ngoài Bắc. Mấy thằng con ở trong nhà nó trong đây không chịu đóng góp. Và nó trong đây rồi sao nó đóng góp? Không. Nhưng mà tên nó vẫn còn ngoài kia, sổ vẫn là một mẹ, bố mẹ với lại 5 đứa con là tới 7 người. Cứ ra 7 người, 5, 7, 35 là 3 triệu rưỡi, không lôi thôi gì hết. Mà nó vô đến cả 10 năm rồi, kệ nó. Vô mà vẫn còn tên đó. Không đó góp là ông chùm ông rào rồi. Nhục lắm. Thì anh chị em đừng có ép người ta. Nhưng cúng chi cũng phải giữ nét mặt tươi cười. Nhưng hiến của thập phân hãy hân hoan vui vẻ. Ép người ta, nhà người ta nghèo chết đi. Không khi đó mày xây những cái tòa nhà chung nó to lớn quá. Dân thì nghèo khổ đóng góp như vậy. Liệu Chúa có vui lòng hay không? Liệu lòng thương xót Chúa có vui hay không? Lời Chúa ngồi tôi suy nghĩ thôi, còn tôi không dám nói ai cả. Tôi suy nghĩ để nhắc nhở mình. Và anh em hỏi là ốc đảo lòng thương xót Chúa thì ra như thế nào? Và tôi hứa anh em tôi không bị tôi sách giỏi, tôi xin bất cứ một ai. Tôi không có quyên góp, không có gì cả. Bỏ rồi sao? Tôi tin rằng Chúa làm chứ. Chúa làm hơn những gì mà tôi mong ước đó. Tôi bảo đảm với anh chị em như vậy. Hãy đợi đấy. Wait and see. Hãy đợi đấy. Bảo đảm không quyên góp. Cho nên chúng tôi không bao giờ lên mạng mà quyên góp cái gì. Tôi mấy người gửi cho tôi. Cha đang quyên góp để xây nhà tình thương. Bậy quá. Cha đang kêu gọi đóng góp xây dựng nhà thờ Đức Bà. Bậy quá. Cha đang quyên góp để làm nhà chính lão, bệnh quá. Tôi không bao giờ, từ xưa đến giờ, chưa bao giờ, ngay cả trong nhà thờ, chứ bao giờ mở miệng kêu gọi quyên góp hay đóng góp cái gì, mà không bao giờ đến nhà ai gõ cửa xin cái gì bao giờ. Không, hãy để cho người ta dâng cúng với nét mặt tươi cười và dâng hiến hân hoan vui vẻ. Thậm chí có những người đưa đến mà tôi xin lỗi, tôi phải gửi lại. Tội quá thưa anh chị em, hôm rồi có bà đến, tội nghiệp bỏ quá, từ người bác vô lên thôi, lướt thách, tay sách tách mạng. Biếu cha này, biếu cha kia, bà thôi bà cầm về đi. Cầm về đi rồi tôi gửi bà tiền xe bà đi về. Bảo cha con không có gì cho cha còn gửi cho con, bà khó khăn hơn tôi. Tôi dẫu sao đi nữa thì vẫn còn sống được, tôi thấy bà khổ hơn. Con nó đau bệnh, bà cầm về. Mà tôi gửi thêm bà tiền thuốc, tiền xe bà đi về. Tôi cầu nguyện cho. Mà không có đạo, mà tốt như vậy. Nếu không có đạo họ cứ gửi lên, tôi bảo không, tôi không có nhận. Cầm về đưa lại cho con cho cháu và tôi gửi tiền xe đi về, tôi cầu nguyện cho. Tôi cũng chẳng tốt lành gì, tôi cũng ham lắm, tôi cũng tham lắm, chẳng ít của gì đâu.
Nhưng mà nhìn như vậy mình sao đánh với lại lời Chúa mình đọc như thế này rồi làm sao? Đừng bắt người ta phải dưng mà nét mặt câu có khó chịu, tức trong bụng, cầm bao thư đưa mà. Với tấm lòng quảng đại hay dâng hiến đấng tối cao, tùy theo những gì người ban tặng và tùy theo khả năng con có, thấy chưa? Đâu có ép đâu. Tùy theo những gì Chúa ban tặng và tùy theo khả năng con có. Vì Đức Chúa là đấng thưởng công sẽ trả lại cho con gấp 7 lần. Tin không? Đừng hối lộ, người chẳng nhận đâu. Đừng có ăn hối lộ làm bất chính rồi cùng đem dâng trong nhà thờ để lấy tiếng. Đừng ép bóc lột công nhân của mình thấu xương rồi cuối cùng đem đó mà dân cúng nhà chung nhà dòng. Chúa không có nhận đâu. Chúa không có nhận đâu. Đừng hối lộ, người chẳng nhận đâu. Đừng ỷ vào huy lễ bất chính. Đừng ỷ vào huy lễ bất chính, tức là mình làm ăn phi pháp, làm ăn bất chính rồi mình đem mình dân cúng rồi ỷ vậy rồi mình nghĩ rằng mình giàu có, mình thế này thế kia, hoang hoang. Đừng. Vì Đức Chúa là đứng xét xử, người chẳng thiên vị ai. Mình thì dễ bị thiên vị, nhất thế nhì thân, ba tiền tứ gì đó không biết. Nhưng mà Chúa không thiên vị. Mình cho, mình cứ sợ, giống như các tông đồ. Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Thêm câu gì? Nói tới đó thôi là hiểu rồi. Nói tới đó hiểu câu sau là cái gì? Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Ngưng lại. Tự nhiên nói câu đó chẳng nghĩa lý gì. Thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Giống như anh em bảo tôi rằng, cha ơi, anh em chúng con đi theo lòng thương xót Chúa từ bao nhiêu năm nay. Bỏ hết mọi sự mà đi theo lòng thương xót Chúa. Ba chấm, cha điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Điền đi, mỗi người tự điền vào. Đa số chúng ta điền vào chỗ trống là chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa thì chúng con được gì? Chú biết. Thôi khỏi phải nói câu sau, nghe đây nè. Biết hết rồi, nói làm cái gì? Đức Giê-xu đáp, Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái, ruộng đất, bỏ cái đó vì Thầy và vì tin mừng. Phải vì Thầy và vì tin mừng nhá. Chứ đừng có vì bất cứ cái lý do gì khác lại bắc thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi được chăng. Ông trời ông trả lời rằng tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Vớ vẩn, dạy cho mày chết. Còn đây là vì Thầy, tức là vì Chúa và vì tin mừng mà ngay bây giờ ở đời này, here and now, ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, ruộng đất gấp trăm. Hey, vậy được rồi, chúng con theo Thầy. Đi đi đi, mau 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 đi theo Thầy. Được gấp trăm, gấp trăm, gấp trăm. Bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. Lại quên vế sau, điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Điền vào. Được gấp trăm cùng với, cùng với được gấp trăm rồi, nhà cửa ruộng đất, anh em chị em ruộng vườn được gấp trăm rồi, cùng với gì nữa giờ? Cùng với gì nữa giờ? Cùng với sự ngược đãi. À, đừng nói điền vào hay biết bao, ngừng tới đó chắc bao nhiêu người theo. Ngừng lại đó đi, giơ tay ngừng đi. Trai giảng tới đây thôi được rồi, cho đừng đọc tiếp nữa. Tôi cũng muốn lắm mà Chúa không muốn. Cùng với sự ngược đãi lại buồn, Chúa lại cho phấn khởi. Chúa công bằng lắm. Và sự sống vĩnh cửu đời sau. Hallelujah. Tạ ơn Chúa. Cùng với sự sống vĩnh cửu đời sau. Không mất mát gì đâu, thiệt thòi gì đâu, lỗ lã gì đâu mà tính toán qua như vậy. Sợi lợi thì trời cởi cho, so đo thì trời co lại. Amen. Tràn đầy nguồn sống cao sang.
giờ danh Chúa, người xin gần trời, người quen tiếng Chúa.